hoặc là đường thốt nốt. Sao mà gọi đường thủy canh? Không biết châu Âu người ta, châu Âu người ta không trồng cây nhựa, không trồng cây thốt nốt. Ngày xưa người ta sản xuất đường này. Ngày xưa ba La Mã, tính chất khoa học, cái này bây giờ dễ lắm. Chất học cái trường này nó chỉ khó một cái chỗ là anh glucose thôi. Còn sau anh glucose thì sang con này rất là dễ dàng. Thứ nhất, chúng ta nhìn về cấu trúc ạ. Cứ bất kỳ thằng nào có hát đa kề thì nó cũng lấy CO2 lần. Được bình thường, nhưng ở đây thằng này có hát đa kề, đúng chưa? Em cứ nhớ vậy thôi, không cần phải hiểu cái thứ nào. Nhớ là có hát đa kề, vậy ở đây một nhóm là tính chất của nhóm có OH đa kề. Đa là nhiều, kề là nó cạnh nhau, là tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường để tạo thành dung dịch màu gì ạ? Dung dịch màu gì? Xanh lam. À vậy là mình có này, glucose tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường tạo thành xanh lam. Glucose cũng vậy. Bây giờ nhỏ sang sát glucose cũng thế. Ba nào? Tí nhỏ mang glucose cũng vậy. Nhá. Hai nhỏ. Anh này không có chó, chỉ có những chiếc xe tôn thôi. Thế nên là không tác dụng với dung dịch brom, dung dịch KMnO4, dung dịch Ag2O3 trong NH3, không tác dụng. Và cả COOH2 là đun nóng nhẹ cũng không tác dụng. Bởi vì bọn này là bọn mà của chức gì ạ? Chức Ceno. Thế thằng này không có chức Ceno thì không phản ứng bốn à? Được chưa? Các yên tâm là cái số phận này ta sẽ nhớ vậy thôi. Nhớ vậy cho yên tâm. Thôi ba nhỏ có điều đặc biệt khác của glucose. Glucose là monosaccharide để chúng ta học được. Còn này tiến hóa hơn, nó là disaccharide. Thì cái liên kết này là liên kết glycosid. Liên kết này kém bền trong môi trường axit nên nó bị thủy phân nhá. Hay nói cách là thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit. Trong môi trường axit thì là thủy phân. Vậy đây có một cái xác rozo thì được cấu tạo bởi từ một anh alpha group và một anh beta group, đúng không? Thế nên nó sẽ bị thủy phân. Nó sinh ra từ đâu? Nó được cấu tạo bởi từ alpha group và beta group. Nên khi thủy phân trong môi trường H cộng thì nó cũng thủy phân về alpha group cộng với beta group. Thủy phân vậy. Thực ra là alpha group thì nó như nào em không cần quan tâm, beta group như nào không cần quan tâm. Thì cho mẫu ra người ta cũng chẳng hỏi alpha group và beta group. Em cần biết là thủy phân là group hoặc group không, nhưng mà thầy cho ta ghi alpha group và beta group thì sau này sẽ có nhiều đề thi thử người ta hỏi đến đấy. Đó, mình biết đến thôi. Còn khi cho mẫu ra nó chỉ hỏi là xác thủy phân là gì không, group hoặc group hay sao. Công thức phân tử C12H22O11 cộng H2O trong môi trường H cộng thì tạo thành alpha glu hay beta glu thì nó đều là gì? C6H12O6 cộng C6H12O6. Thế nó như vậy. Thế mình xong về chất của glu thôi. Thế rồi, về glu thôi. Saccharose thì vậy là quan trọng nhất của nó là tác dụng với CO2 là tạo thành dung dịch màu xanh lam và thủy phân trong môi trường axit. Thấy không? Bố là bạn, ứng dụng học rất là dễ. Ứng dụng của thằng saccharose thì ngày xưa nghe qua nghe được ăn thảo của Hà Nội, chứ được ăn thuốc cả mũi để dung ngọt mức ở đấy, không có bị gì ngọt nhưng ngọt ngọt đúng không đấy, được ứng dụng trong việc ứng dụng thứ nhất là trong y tế, đúng không? Chế tạo thuốc. Thứ hai được dùng làm gia vị, đúng không? Gia vị trong đồ ăn. Đó, để xong sạch đồ dùng.
rất dễ dàng, đơn giản. Chung quy về tính chất bằng, nó phải nhớ tác dụng của xe hoa lần là nó sẽ là và thủy phân trong môi trường axit sao